quý vị khán giả đã theo dõi kênh Bà sức khỏe và đời sống, cập nhật thông tin mới nhất về Covid-19 trên cả nước. Thưa quý vị, trong ngày 14 tháng 11, các tỉnh miền Tây vẫn ghi nhận số F0 mới rất cao. Một số tỉnh trước nay chỉ vài chục ca thì vừa qua cũng ghi nhận hơn trăm ca mắc mới trên một ngày. Trong đó, An Giang tiếp tục là tỉnh ghi nhận ca mắc cao nhất trong vùng với 660 F0, kế đến là Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ. Trong ngày 14 tháng 11, thành phố Cần Thơ có thêm 342 ca nhiễm COVID-19, gồm 159 ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 98 ca trong khu phong tỏa và 85 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng. Thêm 153 ca được điều trị khỏi và 2 ca tử vong. Tính chung từ ngày 8 tháng 7 đến nay, Cần Thơ đã có 12.515 ca nhiễm, trong đó điều trị khỏi 7.758 ca, 129 ca tử vong. Hiện thành phố đang điều trị 2.924 ca trên 3.100 giường trong khả năng điều trị của thành phố. Trong đó, số người đang điều trị ở tầng 1 là 1.977 ca, vượt số giường trong khả năng là 127, 855 ca ở tầng 2 và 92 ca ở tầng 3. Trong số các bệnh nhân nặng và nguy kịch đang điều trị, có 50 người thở oxy qua mặt nạ, 13 người thở HFNC, 10 người thở máy không xâm lấn và 13 người thở máy xâm lấn. Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ sáng ngày 13 tháng 11 đến sáng 14 tháng 11, tỉnh này ghi nhận 158 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 85 ca mắc trong cộng đồng, 61 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung trước đó. Tính từ đầu đợt dịch đến nay, Hậu Giang đã ghi nhận 2.533 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 1.372 ca hiện đang các ly điều trị 1.152 ca. Trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tính đến ngày 12 tháng 11, tỉnh đã tiêm được 70.270 liều, đạt tỷ lệ 99,78% liều vaccine đã nhận. Như vậy, Hậu Giang đã tiêm tổng cộng 731.341 liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 95,59% tổng dân số, trong đó có 151.491 người đã tiêm đủ hai mũi và 428.359 người mới tiêm mũi một trong ngày tỉnh Bến Tre ghi nhận 111 ca mắc COVID-19 trong đó có 83 ca mắc trong cộng đồng 28 ca trong khu cách ly tính đến nay toàn tỉnh Bến Tre đã ghi nhận tổng số 3.389 ca mắc COVID-19 trong số này có 2.343 ca được điều trị khỏi 54 ca tử vong hiện tỉnh còn đang điều trị tám trăm hai mươi hai ca một ca trốn viện một trường hợp chuyển viện sang tỉnh khác điều trị số trường hợp đang chuyển đến cơ sở điều trị là một trăm ba mươi bảy ca tại kiên giang tỉnh ở cấp độ hai đối với cấp huyện có ba đơn vị đang ở nguy cơ cao là châu thành hòn đất và thành phố rạch giá huyện giang thành và thành phố hà tiên ở mức độ một 10 huyện thành phố còn lại ở mức độ hai Tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 382 ca mắc mới trong ngày, gồm 22 ca về từ vùng dịch, 109 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 2 ca trong cơ sở điều trị, 138 ca trong khu phong tỏa, 111 ca trong cộng đồng, huyết tháp 10,44 ca. Tổng số ca dương tính ghi nhận trên địa bàn tỉnh đến nay là 13.425, đã điều trị khỏi 9.914 ca và có 231 ca tử vong. Đồng Tháp đang ở mức độ 2, tỉnh này có 11 đơn vị cấp huyện đang ở mức nguy cơ trung bình, duy nhất huyện Châu Thành ở mức độ 3. Cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 288 trường hợp nghi nhiễm, gồm 90 người qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 56 người trong khu phong tỏa, 131 người là F1 và 11 người qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế. Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long đã ghi nhận có 4.521 ca nhiễm trong đó có 2.734 ca khỏi bệnh và 52 ca tử vong. Đánh giá cấp độ dịch mới nhất, Vĩnh Long vẫn nằm ở mức 2. Tuy nhiên, Vĩnh Long lại không có huyện, thị xã, thành phố nào ở mức độ 1. Tỉnh này có 5 huyện, thị xã, thành phố ở cấp 3. Cấp độ 2 có 3 huyện, có 10 xã, phường ở mức độ 4 và 40 xã, phường đang ở cấp độ 3. Tỉnh Trà Vinh ghi nhận 134 ca mắc mới trong ngày, gồm 101 ca trong cộng đồng, 10 ca là người ngoài tỉnh về, 10 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 8 ca trong khu ích ly và 5 ca trong khu phòng tòa. Đến nay, Trà Vinh đã ghi nhận 4.159 ca mắc, điều trị khỏi 2.365 ca, 28 ca tử vong. Theo bản tin COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, cập nhật lúc 6 giờ ngày 14 tháng 11, thì tỉnh này có thêm 273 ca mắc mới, 423 ca bình phục và 4 ca tử vong. Lũy kế đến nay, Bạc Liêu đã có 6.960 ca nhiễm, trong đó có 3.492 ca đã bình phục, 65 ca tử vong. Hiện tỉnh đang điều trị 3.403 ca. Trong ngày, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng có thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, trong ngày, tỉnh này có thêm 343 ca nhiễm mới, gồm 121 ca là F1, 19 người về từ vùng dịch, 123 ca qua sàng lọc cộng đồng, 80 ca trong khu phong tỏa, 214 ca khỏi bệnh. Tính đến nay, Sóc Trăng đã có 9.519 ca nhiễm, trong đó có 6.238 ca được điều trị khỏi và 60 ca tử vong. Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, tỉnh Sóc Trăng vẫn đang nằm ở vùng vàng. Sóc Trăng có duy nhất một đơn vị cấp huyện nằm ở vùng xanh là huyện Thanh Trị. Ba huyện thành phố nằm ở mức độ 3 gồm thành phố Sóc Trăng, huyện Kế Sách, Trần Đề, bảy đơn vị còn lại ở mức độ 2. Ngày 14 tháng 11, tỉnh An Giang ghi nhận 660 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 176 ca cộng đồng, huyện Châu Thành có 59 trường hợp trong cộng đồng thì có đến 33 ca liên quan đến hai công ty ở khu công nghiệp Bình Hòa, thêm 288 ca được điều trị khỏi. Tính từ ngày 15 tháng 4 đến nay An Giang đã có hơn 18.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 10.000 ca đã được điều trị khỏi. Cùng ngày, tỉnh Tiền Giang có 274 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 48 ca trong cộng đồng, 226 ca trong khu cách ly, 5 ca tử vong. Trong số ca phát hiện trong cộng đồng có 23 ca tự đi khám và test nhanh phát hiện dương tính, 25 ca phát hiện F0 qua sàng lọc cộng đồng. Tổng cộng đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 20.780 ca mắc Covid-19 trong đó có 16.263 ca đã được điều trị khỏi, 439 ca tử vong. Ngày 14 tháng 11, Bà Liêu ghi nhận 273 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 118 ca ghi nhận tại cộng đồng, phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Đông Hải, Hồng Dân, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu. Như vậy, lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bạc Liêu đã có 6.960 ca mắc COVID-19, trong đó đang điều trị 3.403 ca, đã khỏi bệnh 3.492 ca và 65 ca tử vong. Bạc Liêu đang ở cấp độ 3, thành phố Bạc Liêu và thị xã Gia Rai dịch ở cấp độ 4. Ba đơn vị cấp huyện ở vùng cam gồm huyện Đông Hải, Phước Long, Hồng Dân và các đơn vị còn lại ở cấp độ 2. Trong ngày 14 tháng 11, Cà Mau ghi nhận 243 ca mắc mới, trong đó 36 ca chưa tiêm vaccine, 35 ca tiêm một mũi, 34 ca tiêm hai mũi, 138 ca chưa rõ. Lưu kế trong đợt dịch này, Cà Mau ghi nhận có 4.368 trường hợp mắc COVID-19, trong đó bệnh nhân được điều trị khỏi, ra viện là 2.129 người và đến nay còn 2.306 trường hợp đang điều trị. Đáng chú ý, trong số 2.306 trường hợp đang điều trị, có 176 ca điều trị tại nhà. Cũng trong ngày 14 tháng 11, Sở Y tế tỉnh Cà Mau ban hành quyết định số 3375 đánh giá mức độ dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trên địa bàn Cà Mau có 62 đơn vị cấp xã có cấp độ dịch ở cấp độ 2, màu vàng, 34 đơn vị cấp xã ở cấp độ 3, 5 đơn vị cấp xã cấp độ 4, xã Khánh Hội, huyện Đô Minh, thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Bình Tây Bắc, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời và xã Hàng Vịnh, huyện Nam Căn. Thưa quý vị, có thể thấy hai tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long, có nơi như là Đồng Tháp, Kiên Giang tăng trên 280%. Và trước tình trạng ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao, nhiều tỉnh miền Tây cũng đã triển khai cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà nhằm giảm tài cho các cơ sở y tế. Mới đây, tin từ Sở Y tế An Giang cho biết, từ ngày 1 tháng 11 đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ tại nhà để giảm áp lực cho các cơ sở thu dung điều trị. Hiện 156 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã thành lập trạm y tế lưu động, trang bị các bình oxy và trang thiết bị cần thiết để điều trị F0 tại nhà. Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, địa phương đã triển khai điều trị tại nhà cho 431 F0 có 7 trên 7 xã, phường thành lập trạm y tế lưu động và 52 tổ y tế cộng đồng ở mỗi khóm, ấp nhằm quản lý, kiểm tra, chăm sóc, tư vấn, điều trị F0 tại nhà. Theo kế hoạch, sẽ có ít nhất 1.000 F0 của tỉnh được phân loại điều trị tại nhà. Tại Đồng Tháp, tính từ đầu tháng 6 đến sáng ngày 14 tháng 11, đã có 13.043 ca mắc COVID-19. Đáng lưu ý, trong những ngày gần đây, số ca mắc tăng mỗi ngày từ 300 đến 400 ca, nên các cơ sở y tế thu dung điều trị F0 của tỉnh đang trong tình trạng quá tải. Do đó, Sở Y tế Đồng Tháp yêu cầu các địa phương triển khai điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà. Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, do số ca mắc COVID-19 tăng nhanh nên các địa phương chuyển quan điểm điều trị COVID-19, trong đó cho F1 theo dõi sức khỏe tại nhà, còn F0 thì chọn lọc cho điều trị tại nhà, và đó là xu hướng tất yếu. Theo ông Thuận, tỉnh đã thành lập các trạm y tế lưu động tại các xã, phường để phối hợp với các tổ nhân dân tự quản cộng đồng và các đoàn thể tại địa phương để quản lý, chăm sóc sức khỏe của các F0, xét nghiệm, tiêm vaccine, truyền thông sức khỏe và khám điều trị bệnh. Đến nay, mỗi trạm y tế đều có hai bình oxy nén, hai máy tạo oxy khí trời, 10 máy tạo CO2. Ngoài ra, được trang bị 100 gói thuốc, gồm các thuốc hạ sốt và các sinh tố, vitamin và thuốc kháng viêm, kháng virus. Ông Tạ Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Y tế, trường tiểu ban điều trị bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, các F0 điều trị tại nhà thì địa phương phụ trách giám sát theo dõi F0 tại nhà, còn y tế giám sát sức khỏe, đảm bảo F0 được điều trị tại nhà, nghiêm túc thực hiện theo quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế và chống lây bệnh cho những người xung quanh, khi các f không điều trị tại nhà có dấu hiệu cần y tế hỗ trợ sẽ liên hệ đến các trạm y tế và các trung tâm y tế và được nhân viên y tế đến khám điều trị nếu cần nhập viện thì cho nhập viện trước tình hình ca nhiễm covid 19 chín cao tỉnh cà mau chủ trương ưu tiên bố trí cách ly theo dõi hỗ trợ y tế đối với f 0 tại nhà hoặc tại cơ sở mới đây nhất ông nguyễn minh luân phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho biết cách ly y tế và điều trị f 0 tại nhà dù khó nhưng vẫn phải làm cho những f không có điều kiện triển khai thực hiện trước rồi rút kinh nghiệm để mở rộng toàn tế bàn song song đó cán bộ y tế phải sát sao trong hướng dẫn và điều trị cho bệnh nhân theo ông luân hiện tại hai huyện u minh và trần văn thời có số f 0 tăng cao huyện trần văn thời xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng và trở thành điểm nóng của dịch covid 19 trên địa bàn tỉnh trong hơn 700 ca mắc có 500 ca ghi nhận trong cộng đồng với số lượng bệnh nhân tăng nhanh như hiện nay, ngoài các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, chúng tôi chỉ đạo địa phương kích hoạt cơ sở riêng biệt để tiếp nhận tập trung F0 ở 3 trường, gồm Trung học Phổ thông Sông Đốc, Thị trấn Sông Đốc, Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Phi Hùng và Trường Mẫu giáo 19 trên 5, Thị trấn Trần Văn Thời, với tổng sức chứa khoảng 300 người riêng huyện u minh cũng đã chuyển đổi công năng của khu cách ly tập trung tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện sang thu dung điều trị số f đồng thời khẩn trương chuyển đổi công năng của khu cách ly tập trung sang trường tiểu học thái văn lung sang tiếp nhận tập trung f chúng tôi khẩn trương mở các điểm thu dung ở hai huyện trên vì cả hai đều có cửa biển đây là thời gian ngư phủ vào rất đông và đã phát hiện nhiều trường hợp ngư phủ là f Hiện tỉnh đã đưa nhân lực và trang thiết bị điều trị về các điểm thu dung trên để đảm bảo trong công tác điều trị, ông luôn nói. Ông Nguyễn Văn Bọt, trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Bạc Liêu cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh mới áp dụng cách ly F0 tại nhà. Một số ít trường hợp đặc biệt như phụ nữ mới sinh con, F0 nhỏ tuổi, người lớn tuổi không ai chăm sóc. Để sẵn sàng cách ly F0 tại nhà khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh đã chủ động lập phương án cụ thể, đồng thời thành lập 72 trạm y tế lưu động đại tại trụ sở khóm, ấp, trường học. Mỗi trạm có từ 5 đến 9 nhân viên y tế, bao gồm một bác sĩ được Trung tâm Y tế tuyến huyện tăng cường và nhân lực y tế tư nhân. Về điều kiện vật chất, nơi đây được trang thiết bị giường lưu bệnh, bình oxy y tế, cáng cứu thương, xe lăn, danh mục thuốc cấp cứu theo hướng dẫn của Sở Y tế. Trạm y tế lưu động cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, công việc như theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà, trong cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19, tuyên truyền, khám điều trị, cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác. Ngoài ra, trợ cấp cứu suốt ngày đêm nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho F0 trên địa bàn. Tuy nhiên, theo ông Bọt, về trang thiết bị y tế, thu điều trị bệnh nhân COVID-19 hiện còn thiếu. Tại Kiên Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình mới, để mạnh tuyên truyền người dân, không vì đã tiêm vaccine COVID-19 mà lơ là chủ quan. Sở Y tế chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, hướng dẫn các địa phương sẵn sàng trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho các trạm y tế lưu động ở những nơi có nguy cơ dịch bùng phát, địa bàn phức tạp để kịp thời hỗ trợ, điều trị bệnh nhân. Hiện nay, tỉnh Kiên Giang cho phép các F0 được thực hiện cách ly, điều trị tại nhà. Vì vậy, để hỗ trợ cho người dân các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, Sở Y tế Kiên Giang đang tổ chức thành lập câu lạc bộ thầy thuốc hướng dẫn tư vấn online về chăm sóc, điều trị người mắc COVID-19 tại nhà và thành lập câu lạc bộ thầy thuốc vì cộng đồng tỉnh Kiên Giang. Câu lạc bộ thầy thuốc vì cộng đồng tỉnh Kiên Giang bao gồm các thầy thuốc chuyên sâu, chuyên gia ở từng lĩnh vực chuyên ngành để hỗ trợ cho việc tư vấn của các thầy thuốc thuộc câu lạc bộ thầy thuốc vì cộng đồng tuyến huyện trong công tác quản lý, điều trị, chăm sóc F0. Trực tiếp tư vấn online cho các F0 cần tư vấn chuyên môn. Sở Y tế Kiên Giang kêu gọi các cơ sở y tế trong toàn tỉnh, kể cả cơ sở ngoài công lập, giới thiệu các thầy thuốc có trình độ chuyên sâu ở từng lĩnh vực chuyên môn để hội thầy thuốc trẻ cơ cấu vào thành viên câu lạc bộ thầy thuốc vì cộng đồng tỉnh trên tinh thần tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Ông Đỗ Thiện Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho biết khi phát động vào việc thành lập câu lạc bộ này, thì các thầy thuốc trẻ trong toàn tỉnh đăng ký tham gia rất nhiệt tình. Đến nay, đã có 65 thầy thuốc tham gia. Theo ông Tùng, việc tư vấn online về việc chăm sóc, điều trị F0 tại nhà sẽ giúp bệnh nhân an tâm, mau hết bệnh, giảm lây lan dịch ra cộng đồng, chia sẻ áp lực cho ngành y tế. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã phân bổ 2.000 túi thuốc gia đình cho Trung tâm Y tế thành phố Dịch Giá thành phố giá đã phát được 800 túi thuốc cho người dân đang thực hiện cách ly điều trị COVID-19, đồng thời hướng dẫn cho người dân sử dụng thuốc theo đúng chuyên môn, đảm bảo an toàn, hợp lý và hiệu quả. Thưa quý vị khán giả, những ngày qua tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Tây vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới có thể tăng vọt nếu như cộng đồng và các địa phương lơ là chủ quan. Để được an toàn trong trạng thái bình thường mới, mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch sau khi đã tiêm đủ liều vaccine, nhất là biện pháp 5K. Và chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!